Tiếp theo chúng con xin chuyển đến máy của thầy Thích Cảnh Phú. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa cư sĩ Diệu Âm, vị Nam Lan vị mới mất được 9 tiếng đồng hồ rồi, giờ nhờ cậu khai thị cho vị Nam một xíu ạ. 9 tiếng đồng hồ thầy? Dạ, từ lúc 8 giờ hôm. Chư vị ngừng lại cho Nam nghỉ 5 phút đi. A Di Đà Phật cho ngừng nha. Cậu cho ngừng lại cậu Nam nói chuyện xíu đi. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Lan ơi, anh Năm Diệu Âm đang nói chuyện với em đây. Trước ngày trở lại Úc, anh đã đến gặp em và nhắc nhở lời này: nhất định phải vãng sanh, không được đi vào con đường khác. Chính anh Diệu Âm này đã kêu con cái hứa với em rằng làm tròn nghĩa vụ của người con. Thầy Hạnh Phúc cũng đã hứa quyết lòng hộ niệm cho em vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Và em cũng đã thực sự đưa tay hứa với anh Năm rằng em phải vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thì giờ đây đã thực sự xả bỏ báo thân phàm phu tục tử 9 tiếng đồng hồ rồi, thì không cớ chi mà Phật tử Hồ Thị Liên Hoa pháp danh Như Liên còn đang chờn vờn tại cảnh khổ này, không nhất quyết đi theo A Di Đà Phật về Tây Phương Cực Lạc. Trong bao nhiêu năm tháng qua, Phật tử Như Liên quyết tâm niệm Phật để chờ cơ hội này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì không có gì khi duyên lành đã đến mà vẫn vân vũ dự, mà chấp chờn để cho nghiệp chướng ứng hiện. Lan ơi, có nghe lời anh Năm dặn không? Mau mau định tâm lại niệm A Di Đà Phật cấp kỳ, nhất định không vì một lý do gì mà chần chờ ý nguyện vãng sanh nữa nhé. Một đời niệm Phật để chờ cơ hội xả bỏ báo thân, trở về Tây Phương thành đạo, thì không vì một lý do gì xả bỏ báo thân mà lại còn ở đây. Cho nên nếu thực sự bây giờ còn nghe lời anh Năm tại đây thì em đã bị sơ xuất, thì Hồ Thị Liên Hoa không còn con đường thoát nạn. Nếu nghe những lời này, mau mau định tâm lại niệm liền A Di Đà Phật, chấp tay lại đi, nhìn thẳng vào ảnh tượng A Di Đà trước mặt, thành tâm chí nguyện niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, nhất định cầu A Di Đà Phật lại nghinh tiếp độ mình vãng sanh nhé. Chồng, con, gia đình,
anh chị em, người người đều đang thành tâm niệm Phật, cầu cho hồ thị Liên Hoa pháp danh Như Liên vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Không có chi mà mình lại tham luyến quyến tộc chồng con, không có chi lại tham lấy cái đất Bình Dương khổ nạn mà không niệm Phật trở về Tây Phương. Láng ơi, mau mau tính ngộ kịp thời để đi về Tây Phương thành đạo. Một đời đã niệm Phật, đã gặp người hộ niệm, thuận duyên quá rồi, cỡ chi 9 tiếng đồng hồ mà vẫn còn lưu luyến trần gian. Một ý niệm vốn về, ngàn đời vạn kiếp chịu nạn đó nhé. Nhất định nghe lời thầy hạnh phúc, nhất định phải vững tâm vững chí niệm Phật để đền đáp công ơn của gia đình, của bạn đồng tu đang thành tâm niệm Phật để đưa mình về Tây Phương nhé. Quyết lòng quyết chí lên nhé. Niệm A Di Đà Phật, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Chỉ còn cái niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật để về Tây Phương mới thoát nạn, mới thành tựu đạo quả. Ngoài ra nếu phân vân chập chờn thì tự mình tìm con đường khổ nạn mà đi. Nhớ nhé, chiều âm xin thành tâm khấn nguyện. Chư vị trong pháp giới có duyên với Phật tử Hồ Thị Liên Hoa pháp danh Như Liên, nguyện mong chư vị đồng phát tâm niệm Phật, cùng cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, cùng về Tây Phương thành đạo. Vô lượng kiếp qua, nay ta gặp được duyên lành hy hữu, niệm Phật để thoát vòng đọa lạc khổ đau, không cớ chi tiếp tục vướng chấp vào trần đời, đấu tranh với nhau, thù hằn với nhau để tự mình tiếp tục chịu khổ nạn, tự mình tiếp tục chịu đọa lạc đắng cay. Nguyện mong cho chư vị phát tâm tin lời Phật dạy, chân tâm tự tánh của chính chư vị là một đức Như Lai, nhất định phải tính ngộ trở về đức Như Lai của chính mình mà thành đạo. Con đường ngắn nhất, rõ nhất, vững nhất là nương theo đại nguyện của đức A Di Đà để một cơ hội này chúng ta cùng nhau trở về Tây Phương Cực Lạc thành đạo. Nguyện mong chư vị đồng phát tâm niệm A Di Đà Phật, hộ niệm an toàn cho Phật tử Hồ Thị Liên Hoa pháp danh Như Liên, an toàn vãng sanh tịnh độ. Nguyện cầu cho chư vị nương theo cơ hội này cùng niệm Phật, cùng về Tây Phương, cùng nhau thành đạo. Nguyện cho thầy hạnh phúc tắt đường Zoom này tiếp tục hộ niệm cho Hồ Thị Liên Hoa pháp danh Như Liên vãng sanh Tây Phương Cực Lạc nhé. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Xin thầy hạnh phúc tắt đường Zoom để chư vị tiếp tục hộ niệm cho Như Liên nhé. A Di Đà Phật. Chúng con xin thành tâm cảm niệm công đức của lão cư sĩ Diệu Âm và cũng kính chúc cho hương linh Hồ Thị Liên Hoa quyết tâm tỉnh ngộ niệm Phật để vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc.